Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ngọc Lan thèm trẻ lại để yêu nhưng không muốn kết hôn. Tháng 11 năm 2019, diễn viên Ngọc Lan ly hôn với Thanh Bình. Kể từ đó đến nay cô vẫn chưa công khai bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào. Trong buổi phỏng vấn cùng báo giao thông mới đây, Ngọc Lan tiếp tục có những tâm sự về quan điểm tình yêu, hôn nhân cũng như tình trạng gia đình mình hiện tại. Thời gian qua, cô xuất hiện trong vai trò bà mối của một chương trình kết nối hẹn hò. Tại đây, Ngọc Lan chia sẻ với người tham gia những lời khuyên để họ tìm được một nửa phù hợp. Xong ngược lại, chính người chơi cũng cho nội diễn viên cảm giác ngọt ngào, muốn được yêu và có những buổi hẹn hò dễ thương như thế. Tôi thèm được trở lại thanh xuân, tuổi trẻ để mạnh dạn thể hiện những gì mình muốn, mạnh dạn thổ lộ, Ngọc Lan trải lòng. Dù vậy cô vẫn khẳng định không muốn đi thêm bước nữa. Tái hôn và yêu đương là hai chuyện khác nhau. Xem một bộ phim, tôi thấy mình cũng muốn được có tình yêu bay bổng lãng mạn như vậy. Nhưng để áp dụng vào cuộc đời chính mình lại là câu chuyện khác. Trên sân khấu mình có nhiều cảm xúc như vậy nhưng bước xuống sân khấu sẽ trở lại là một Ngọc Lan. Tôi vẫn khẳng định không muốn kết hôn với ai nữa. Tôi ngại sống chung, ngại có một cá tính khác trong gia đình mình. Nếu mọi người nói đó là ích kỷ, tôi thừa nhận điều đó. Hiện tại tôi thấy mình ổn, nói vậy không có nghĩa những người đi bước nữa là không tốt. Có điều họ đủ tự tin để để chèo lái gia đình có thêm thành viên nữa. Tôi không tự tin làm điều đó. Về bé Louis, con trai chung của Ngọc Lan Thanh Bình, cô cho biết con tự lập từ bé. Bản thân Ngọc Lan cũng có người hỗ trợ chăm con, nhưng cô vẫn hạn chế công việc để dành thời gian cho bé. Khi độ tuổi con càng lớn, cách dạy dỗ cũng phải thay đổi liên tục sao cho phù hợp. Quá trình này diễn viên Thanh Bình có hỗ trợ nhưng vì chồng cũ cũng phải đi làm, thời gian rảnh lại khác với lịch trình của con nên không phải khi nào cũng cận kề. Dù vậy với trách nhiệm là người giám hộ, Ngọc Lan giữ vai trò nuôi dạy chính, chồng cũ chỉ giúp cô khi có dịp đi chơi cùng con, cách dạy con cũng được cả hai thống nhất trước. Hiện tại bé Louis vẫn chưa ý thức rõ về chuyện xảy ra giữa ba mẹ. Ngọc Lan cho biết từng có ý định đề cập với con nhưng con chưa từng thắc mắc điều này. Theo Ngọc Lan, Louis cũng là đứa trẻ rất độc lập, nội tâm sâu sắc. Nói về buổi phỏng vấn trên trang cá nhân, Ngọc Lan bày tỏ sự tâm đắc, hạnh diện khi có cậu con trai giỏi giang từ bé. Cô cho biết thêm, sắp tới cũng sẽ tập cho con tự giác rửa chén. Được biết, hiện tại, con trai của Ngọc Lan đã 5 tuổi. Trên mạng xã hội, Ngọc Lan rất thường xuyên cập nhật hình ảnh của nhóc tì. Những chia sẻ của nội diễn viên vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn phía dưới phần bình luận nhé! Khi quyết định kết hôn, bất cứ ai cũng đều nghiêm túc xác định mối quan hệ và mong muốn sống cùng người mình lựa chọn cả cuộc đời còn lại. Thế nhưng không phải lúc nào những kỳ vọng này cũng được thực hiện một cách suôn sẻ. Điều quan trọng nhất là sau những đổ vỡ, cách mọi người đối diện với vấn đề như thế nào. Như Ngọc Lan, cô đã có sự chuẩn bị sẵn sàng từ trước và có định hướng rõ ràng trong việc nuôi dạy con, để con được sống và lớn lên trong sự yêu thương của cả ba lẫn mẹ, dù vợ chồng không thể tiếp tục đồng hành. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo